mũi giống như vô browser đại mà phơ đại mà nhé dương mà chấm đồ browser là gì cô dương browser chiếm phơ năng đại mà nhé ok chấm đọc phía nhưng khoảng trang đọc phía bạn này đọc phía mày mà ok chấm là nick gì là lấy dương của mà cho nó là mà xin là hàng IQ nó phía bộ IQ cứ public IP là hàng brand này ok lấy dương của mà thơ ca chỉ mua brand three này ok chấm public IP bên này bây giờ bấy ពុទ្ធពុទ្ធមួយនេះគេព្រីសាគីងដល់មួយពេលមួយ network hàng lên mà dừng đấy. Ok, chấm tập can destination network hàng kia mà. Đi làm brand screen. Là cái default mà. Ok, chấm là action. Click on else. Ok, chấm này public IP hàng. IQ vừa dưới. Rồi mối chút. ໂຕນີ້ເຈົ້າເນາະອ່າຂອງ đặt chiếc xuống mơ bây giờ nhận ok xuống mơ của mọi chuyện lòng nè để chứ nhận những clock trên sân thì chứng nhận cho một cái lại nhà IP IP sẽ ra nè IP IP sẽ thì proposal chứ một cái proposal mỗi máu ok vì hạn mỗi thì chứng phí cái phí chứ public IP nhưng không có cho nó lớp brand public IP nữa cả phí bỏ hàng brand cứ public IP nữa hàng IQ nữa slash này nó ok bốn phí bốn bốn thêm bốn mùi thì còn lại nếu dân vô sai đổi chia thì phí hai bốn mùi nữa ok ok create policy media sau bao giờ này ok sau bao giờ mà rồi cái tí là cái bấy rồi ông quay chuyện quay chuyện số sẽ là mấy bộ này này vừa bao giờ thì cái destination ok chương action thì lấy thích thế nào ok này so public IP bao giờ nè thì rồi bấy chút mùi cắn đi rồi mùi chút mùi nè ok ok là ưu to bây giờ bạn apply vì bạn song kháng cho này chú mà cắn brand 3 hả dừng thử ta testing thing nè ok lấy nhưng tin bị cắn rồi các vị trường hợp hồng bởi dịch bấy để cắn rồi chụp ý để đọc một chút nó ngồi nè đó đi score đó ok score thế ok lấy nhóm phong là nơi là middle sp là anh suy nó khám về sp là nhóm phương ca phim để cắn để chú score thế ok lấy nhóm phim mà bị cắn chú phim mà cắn về sp bình đồng đó score kia ok lấy score này dân chung mơ lấy xa bây giờ ok cái này đọc như mà mơ nè làm gì ok
chẳng nghe xâm đập trong trường hợp nhé dùng mở lệnh đi cũ cũ nhé ok lấy dùng mở public IP này khang brand 3 lệnh mà bị rồi bấy nè ok nè bị rồi bấy nè muốn đi thêm squat nhé anh ấy lên cho mùi khang brand 3 cho mùi nè xu 1 nè xu 1 ok anh ấy nè xâm đập lớn xâm khang brand 2 cho mùi xu nè cái này chỉ public IP hàng XU nè anh ấy xem là cái này xem là chỉ mỗi brand 2 IP này anh để dự định gì á là brand 2 anh xem là IP này xem là brand 3 chứ biết score gì anh ấy anh ấy được cái này cái này xem là XU anh ấy xem là brand 3 nè ok chứ mình lên một cái này nè trong trường hợp này dùng verify nè trong đơn hàng vì vậy mình làm đó dùng mới trường hợp này nè kể sang bây giờ chỉ khởi số hay destination là public IP này càng IQ là càng brand thì tính luôn trong cái squad này nhé. Ok, chúng ta tôn từ năng càng ngày bao dương vì càng IQ mà càng brand 2 hay năng IQ mà càng brand 3 cứ bị squad này hỏi. Ok, thì tiết dương đồng thư ở brand 2 này score là càng brand 3, brand 3 này score là càng brand 2 này. Ok, lấy dương chập đám thư càng computer đấy. Ok, chẳng chậm đặt xâm đập IQ mà càng phí brand thì score là lấy dân chọn ở càng này dân chọn ở càng brand vì càng brand càng brand vì score phần xanh phía tiền này. Ok, tệ tổng năng bị ẩn cư tiệt. Ok, lấy dân chậm đám thơ nên là brand 2 mà càng brand 3 á. Ok, lấy dân chô mà càng window clan HP càng brand 2 SP2 nè. Ok. Ok, lấy dân chô đại á. Vì chô từ càng bị ẩn đại á. IPSEC hay cho IPSEC này đó. Để trong trường hợp này dương proposal dương mạch bậc cao thế thì sao dương mạch bậc cao từ môn này dương cho từ enable peer bên mình cho lại phía enable peer còn lại những đôi kia đấy ok là dân phong thơ ca chỉ mua đi brand 2 mà brand 3 này ok là dân phong là show này là một sân mai cái tích này là brand 2 là peer bỏ brand 2 cứ brand 3 này cộng liên IPO viên quay vô chỗ mà thì là bấy chục bụi này thì chân là nhé đặt password vô thì bấy chục nó không mua được nhưng mà đặt xa đấy ai ạ thì hai không mua mà ok thì làm policy thì add policy mà đi mà cái soft ok còn lại nhé cho nên đó soft của viên soft của viên cứ never hang brand 2 này 34 này hang brand 3 này chẳng action được gì á chúng public IP được gì nè public IP đi rồi đi một thế mà căn thì ở bấy thì muốn ngồi này thì proposal nhưng cho proposal one này này ok thì chắc nhưng cho một căn ở HP là anh Sri hay dương chlạc như một căn ở brand 2 đã này ok HP là anh Sri thì cho anh chánh IP thì lấy nhưng cho một căn Indo HP là anh Sri nên là căn brand 3 này nhưng thực ra configure thì căn brand 2 window một nâng dân mang đi brand 2 rồi hả mà khăn brand 3 thì lấy dựng brand đi brand 3 thì khăn brand 2 window ok lấy proposal dân vô drive nè mà chúng ta thế dân còn đã add up here một điểm nữa ok chính dân show nó khăn brand 3 thì bỏ brand 3 cứ public IP thì khăn brand 2 chắc là cái gì ok chẳng hạn lấy dân vô password mua đi bay một trăm bốn mươi mà để cho cái xã hai bốn mươi mà để cho tờ an for policy dùng một chiếc để cho nó đó cái sọ của viên này sọ bao nhiêu đi rồi cao bảy có destination này hay bớt được hàng pen tool này chân action cái này được gì nhé dùng public IP bình thường